những người không nên ăn thịt trâu. Thịt trâu rất giàu đạm và dinh dưỡng, tuy nhiên một số người cần phải tránh xa nó nếu không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Không nên ăn thịt trâu khi đang mang thai. Thịt trâu có thể gây ra tình trạng đầy bụng, ở nóng và ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ nữ mang thai không nên sử dụng loại thực phẩm này. Ngoài ra, trong thịt trâu có hàm lượng đạm khá cao. Việc ăn thường xuyên thịt trâu trong thời gian mang thai có thể dẫn đến việc bị bệnh gút. Vì những lý do nêu trên, các bà bầu nên loại thịt trâu ra khỏi thực đơn của mình trong giai đoạn này. Người bị mỡ máu Những người bị mỡ máu cao được khuyên nên hạn chế các loại thực phẩm giàu đạm và thịt trâu là một trong số này. Tất nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng không khuyên những người này từ bỏ hẳn việc ăn thịt trâu. Thay vào đó, họ nên sử dụng thịt trâu với số lượng hợp lý và không nên thường xuyên. Người mắc bệnh u sơ tử cung các công trình nghiên cứu khoa học cho thấy những người mắc bệnh u sơ tử cung nên hạn chế ăn thịt đỏ, ví dụ như thịt heo, trâu, bò. Nguyên nhân là trong các loại thịt này có chứa những kích thích tố như estrogen có thể ảnh hưởng xấu đến khối u. Người bị sỏi thận, theo các nghiên cứu khoa học trong thịt trâu bò có chứa nhiều protein đây là nguyên nhân dẫn đến lượng oxalate trong nước tiểu cao từ đó tăng khả năng hình thành sỏi thận do vậy nếu bị sỏi thận bạn nên hạn chế hoặc tránh hẳn việc dùng thịt trâu bò người bị huyết áp cao trong thịt trâu có chứa nhiều chất béo bão hòa đây là những chất có hại cho sức khỏe đặc biệt là với những người mắc bệnh huyết áp cao ngoài ra các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý về thói quen hay xào thịt trâu với củ kiệu và hè của người việt nam việc làm này sẽ khiến bạn dễ bị đau bụng nếu dạ dày không tốt việc ăn thịt trâu với cường có thể ảnh hưởng xấu đến răng lợi vì vậy mọi người cũng nên tránh việc kết hợp các thực phẩm này với nhau